Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi cho các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu xem xét tăng chuyến bay trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Cục Hàng không theo đó cho biết số liệu báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam trong 2 ngày cao điểm 28 và 29 tháng 4 tỷ lệ lấp đầy ghế máy bay đặc biệt cao như chặng Hà Nội Huế đạt 100%, Hà Nội Tuy Hòa đạt 93%, Hà Nội Đồng Hới Quy Nhơn đều đạt trên 96%. Còn lượng đặt chỗ tại các chặng bay du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch trọng điểm nêu trên cũng đang ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng ra là khoảng 40.000 ghế. Tỷ lệ lấp đầy trên các chặng như là thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Phú Quốc, Tuy Hòa đều đạt trên 80%.